Tôi Đại Phúc Vinh CNC chi nhánh Hà Nội xin gửi lời chào tới toàn thể quý khách, quý anh chị và các bạn đang theo dõi video clip của Đại Phúc Vinh CNC. Thì trên màn hình của chúng ta hôm nay tôi xin được mạn bàn một chút về cái dòng máy CNC thay dao tự động đang được cung cấp bởi Đại Phúc Vinh CNC do hãng Hontech tại Trung Quốc sản xuất. Thì cái câu hỏi thường xuyên mà tôi nhận được từ quý khách hàng đó là lên mua máy thay dao tự động hay là lên mua máy một đầu không thay dao tự động, hoặc bốn đầu, hoặc ba đầu, hoặc hai đầu. Nói chung là có rất là nhiều các cái băn khoăn của quý khách khi mà đầu tư một chiếc máy để đưa vào sản xuất. Đó, thì hôm nay qua cái video clip này hy vọng sẽ gửi tới anh chị một số các cái thông tin tham khảo để chúng ta cân nhắc trong cái quá trình đầu tư máy móc cho cái xưởng của mình. Đấy, thì đầu tiên có một số các anh các chị thì cứ nói rằng là nếu mà mua máy mà không thay dao tự động thì vứt, không giải quyết được cái công các việc gì. Thì theo quan điểm của tôi là cái quan điểm đó nó chưa được chính xác lắm anh chị nhé. Đó, tại vì mỗi một dòng máy nó chỉ phù hợp với một số đối tượng khách hàng cụ thể mà thôi. Đấy, nói cụ thể hơn là trong cái trường hợp này với những cái hệ máy thay dao tự động, chúng ta thường xuyên chỉ áp dụng với những cái mặt hàng mà có sự thay đổi thường xuyên các cái biên dạng, các cái hình khối, các cái profile, và đặc biệt là đến 90% nó đều là các cái mặt hàng mà chúng ta phải sơn sau khi mà thi công. Đấy, nó khá là khác so với một phần lớn các cái ván công nghiệp mà chúng ta chỉ cần cắt ra dán cạnh rồi đem đi giao cho khách hàng anh chị nhé. Nếu như mà chúng ta không làm đến các cái mặt hàng sơn thì cái việc mua một cái máy thay dao tự động theo cái quan điểm của tôi nó là cái sự đầu tư nó chưa được hợp lý và chúng ta cần phải cân nhắc lại. Lấy ví dụ như trên màn hình của chúng ta đây thì khách hàng làm những sản phẩm anh chị có thể thấy là trên bề mặt người ta nó chỉ là cái cốt gỗ thôi, hoàn toàn chưa có phủ mặt lamellate hay melamin gì cả. Người ta cắt ra như vậy, sau đó là người ta chạy huỳnh đánh cạnh rất là đẹp. Sau đó là người ta sẽ chuyển vào để người ta đưa vào cái phòng sơn để phủ cái bề mặt. Đấy, cho nên là cái việc mà người ta thay đổi các cái biên dạng chạy là rất thường xuyên và liên tục. Đấy, do đó người ta mới phải mua cái dòng máy mà thay dao tự động như chúng ta thấy. Đấy, thế cho nên là không phải là cứ ai đầu tư cũng phải mua thay dao tự động anh chị nhé. Tại vì thực tế cho thấy là cái chi phí cho một chiếc máy thay dao tự động nó cũng cao hơn khá là nhiều so với các cái dòng máy, ví dụ ngay kể cả những cái dòng 4 đầu nó cũng có cái chi phí và mức đầu tư nó thấp hơn khá là nhiều khi so sánh với dòng thay dao tự động như chúng ta đang thấy trên màn hình. Đấy, như vậy để thấy rằng máy thay dao tự động không phải dành cho tất cả mọi người anh chị nhé. Đấy, đấy là cái ý thứ nhất của tôi ngày hôm nay. Cái ý thứ hai thì đối với dòng thay dao tự động hiện tại thì Hontech cũng cung cấp rất là nhiều các cái phiên bản khác nhau, và cái phiên bản mà như chúng ta thấy trên màn hình là cái phiên bản có thể nói là được gọi là thu gọn nhất. Máy chỉ có một đầu làm việc duy nhất với 12 đầu thay dao. Đấy, thì với những cái phiên bản cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có hai đầu, trong đó một đầu là một cụm khoan 9 mũi. Đấy, còn một đầu là cụm thay dao tự động. Đấy, và ngoài ra, ngoài cái phiên bản cơ bản như chúng ta đang thấy trên màn hình là chỉ có thân máy, thì chúng ta cũng, các cái phiên bản cao cấp hơn, chúng ta có hệ thống nâng phôi, chúng ta có hệ thống cuốn phôi sau khi thi công xong, chứ không phải như anh công nhân mà đang nhặt từng tấm một. Đấy, từ trên máy, và khi đó máy bắt buộc phải dừng lại để đợi công nhân thu và vệ sinh lại bề mặt làm việc trước khi mà đặt một tấm mới lên. Với những hệ thống full line thì tất cả những cái việc này gần như là làm tự động, máy sẽ tự đẩy ra. Sau đó là công nhân chỉ cần thu ở phía ngoài thôi, trong khi nó đẩy ra nó đã cuốn một tấm mới vào để tiếp tục thi công rồi anh chị ạ. Đấy, cho nên là cái cường độ làm việc nó sẽ cao hơn và sản lượng tương đương nó sẽ tăng lên rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là tùy vào nhiều cái nhân tố khác nhau, ngay kể cả cái kích thước của cái xưởng cũng quyết định xem là chúng ta mua máy dạng như thế nào. Anh chị thấy là công nhân thường xuyên phải vệ sinh cái bề mặt của bàn làm việc trước khi chúng ta đặt cái tấm mới lên, nếu không là cái độ vênh của cái tấm ván mà chúng ta đặt lên nó không được đảm bảo, và từ đó sẽ tạo ra các cái sai số khi mà máy cắt anh chị nhé. Đấy, còn nói thêm về cái mẫu máy này thì đây mặc dù là cái phiên bản thấp nhất
trong cái dòng thay dao tự động và đang được Hontech sản xuất và cung cấp tại thị trường Việt Nam. Nhưng máy cũng được trang bị những cái linh kiện, những cái kết cấu rất là cao và đảm bảo cái chất lượng tốt cũng như sự ổn định trong khi thi công. Tôi lấy ví dụ như là toàn bộ hệ thống máy này đều được hút bụi, hút chân không bằng hệ thống hút chân không bằng gió chứ không phải là hút chân không bằng nước. Với những cái sản phẩm mà chúng ta cắt những cái ván mà chưa phủ mặt như vậy thì cái bụi bẩn nó ra nó sẽ nhiều hơn khá là nhiều so với cái dòng mà đã phủ mặt. Đấy, thì nếu như mà chúng ta hút chân không bằng nước và đặc biệt là khi cái tét nước nó bị hở ra đấy, và các bụi bẩn nó vào thì nó làm ra kết cấu ở trong cái máy bơm nước đó nó sẽ than dỉ rất là nhanh và nhanh hỏng, từ đó là gây rò rỉ và gây ra cái sự mất vệ sinh trong cái xưởng. Đấy, ngay kể cả là như cái xưởng mà chúng ta đang thấy là họ đã có cái hệ thống hút bụi trung tâm. Đấy, nhưng mà cái lượng bụi mà máy hệ thống hút trung tâm, có thể là do máy hút trung tâm đang yếu hoặc vì một nguyên nhân nào đó mà cái lượng bụi nó tồn đọng lại cũng rất là nhiều. Đấy, cho nên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng của cái bơm chân không của chúng ta. Đấy. Ngoài những cái đó ra thì những cái phần mềm hệ điều hành của máy thì dùng hệ điều hành Syntech cao cấp của Đài Loan. Những cái linh kiện trên máy cũng như hệ điện các thứ là đều được mang những cái thương hiệu nổi tiếng đến từ Đài Loan. Đấy, và thân máy cũng được hàn CNC rất là chắc chắn và chính xác, từ đó là tạo nên sự ổn định và sự tốt, sự ổn định và sức bền rất là cao dành cho chiếc máy này. Thì nói qua vậy thôi, hôm nào có thời gian tôi sẽ chia sẻ thêm những thông tin khác. Thay mặt Đại Phúc Vinh CNC chi nhánh Hà Nội xin gửi lời chào cảm ơn đến toàn thể quý khách đã quan tâm theo dõi video clip của tôi trong cái thời điểm vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị trong các video clip sau.